Mỗi thực thể và bất kỳ ai cầm nhắc ký hợp đồng kinh doanh với Iran đều phải nhận thức được rủi ro tiềm tàng, đó là những biện pháp trừng phạt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel đanh thép cảnh báo như vậy. Khi một đồng minh ký hợp đồng triệu đô với Iran, dù có thân thiết, Washington cũng tuyên bố không nhân nhượng, có phải Hoa Kỳ nghiễn áp trừng phạt và sẽ hướng cảnh gậy ông đập lưng ông như chuyên gia cảnh báo. Giữa lúc đó, EU bước vào giai đoạn kinh tế thời chiến, cảnh báo Ukraine sắp bước vào giai đoạn nguy hiểm, điều gì u tối đang chờ phía trước. Đáng chú ý, Nga có được cải tổ bất ngờ, thanh lọc nhân sự Bộ Quốc phòng. Newsweek cho rằng nguyên nhân là rò rỉ bí mật hạt nhân, có phải như vậy không? Còn ở mặt trận, Nga khai thác điểm yếu của Ukraine ở hàng loạt tiền tuyến, dội loại bom tử thần gây thương vong lớn, trong khi đó, Ukraine tung tên lửa hủy diệt khuấy đảo Klum nhưng có thành công. Tại Trung Đông, chiến binh Iraq, Hezbollah đồng loạt khai hỏa dữ dội vào Israel. Tel Aviv đối phó ra sao? Những diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức họp khẩn sau cảnh báo đảo chính. Lãnh đạo Triều Tiên thị sát hệ thống tên lửa chiến thuật mới. Hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn, nội ám ảnh của người dân Nhật Bản. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin chào quý vị đang đến với chương trình tin quốc tế và tôi là Minh Thái. Thưa quý vị, bên cạnh các cuộc xung đột đảo lộn trên thế giới ở Ukraine và Gaza, hàng loạt vết nước khác cũng đang dần hình thành. Trong diễn biến mới nhất, quan hệ đồng minh thân thiết giữa Mỹ và Ấn Độ đang có nguy cơ tan vỡ do cúng bắt tay của New Delhi với Iran mới đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel tuần qua tung lời đe dọa áp lệnh trừng phạt lên Ấn Độ nếu nước này chọn giao thương với Iran. Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Iran và Ấn Độ ký hợp đồng 10 năm để phát triển cảng Jabaha. Washington sau đó đanh thép cảnh báo, mọi thực thể và bất kỳ ai cân nhắc ký hợp đồng kinh doanh với Iran đều phải nhận thức được rủi ro tiềm tàng, đó là những biện pháp trừng phạt. Hôm 14 tháng 5, tiến sĩ Mohamed Marandi, giáo sư văn học Anh và đông phương học tại Đại học Tehran đã bình luận về những rủi ro tiềm tàng từ những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt. Ông Marandi nói rằng, thời gian qua, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã vượt sức chịu đựng của nhiều nước và thực thể. Mỹ cố áp hàng loạt điều khoản lên Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Iran, Nam Phi. Họ càng làm vậy thì càng đối diện với sự thù địch cũng như tạo động lực cho sự ra đời của các nền tảng tài chính và biện pháp thương mại không chịu sự kiểm soát của mỹ về dài hạn mỹ đang tự làm mình tổn thương vì một khi đồng đô la mỹ bị giảm đi tầm quan trọng nó sẽ trở nên dư thừa và lạm phát đô la sẽ xảy ra chuyên gia chỉ ra chưa kể, với việc chỉ mũi dùi trừng phạt vào Ấn Độ, Mỹ sẽ tạo khoảng cách lớn giữa hai nước. Điều này đặc biệt nguy hiểm giữa lúc hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và những nền kinh tế mới nổi sắp diễn ra. Trong đó, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran là những quốc gia thành viên. Sputnik chỉ ra, Bắc Kinh, Moscow và Tehran đang rất quan tâm tới việc tạo ra các thể chế không bị Mỹ kiểm soát. Được biết, hội đầu tuần, Bộ Vận tải Ấn Độ đã thông báo về thỏa thuận 370 triệu đô la Mỹ với Iran. Lần đầu tiên Tehran ký thỏa thuận phát triển cảng với Iran là vào năm 2016, nhưng quá trình này đã bị đình trệ trong 2 năm do các lệnh trừng phạt mà Mỹ tái áp đặt lên Tehran, nhất là sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các biện pháp áp đặt lên Iran sẽ có hiệu lực và Ấn Độ không được miễn trừ. New Delhi hiện chưa phản hồi về các mối đe dọa của Mỹ. Iran nói rằng Washington nghiện áp lệnh trừng phạt. Được biết, Washington đã áp 600 lệnh trừng phạt lên Tehran. Ở diễn biến khác, trong khi xung đột, Ukraine vẫn phủ bóng đen lên an ninh lục địa già. Ông Terry Breton, ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu EU tuyên bố, khối này đã chuyển một phần sang nền kinh tế thời chiến. Ông đồng thời chỉ là giai đoạn nguy hiểm mà Ukraine sắp đối mặt. Trao đổi với đài truyền hình Pháp BFM TV, ông Breton giải thích Ukraine có thể phải đối mặt với giai đoạn nguy hiểm trong năm nay khi các chính trị gia phương Tây có thể bị phân tán sự chú ý vào kỳ bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, cũng như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Theo ông, Nga có thể tận dụng thời điểm này để tiến công ở mặt trận Ukraine. Do đó, châu Âu đã quyết định tăng các khoản viện trợ vũ khí và đạn dược cho Kiev, ông nói. Theo quan chức này, EU đang sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm cho Ukraine, bao gồm cỡ nòng 155mm. Ông Clayton cũng lưu ý, công bằng mà nói, EU đã chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, ít nhất là xét về mặt sản xuất. Chúng ta phải chuyển sang nền kinh tế thời chiến và điều này diễn ra ở mọi phân khúc trong ngành công nghiệp quốc phòng, ông nói. Hồi tháng 3, Ủy ban châu Âu phê duyệt phân bổ 500 triệu euro, tương đương 590 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy sản xuất đạn pháo cho đến cuối năm 2025, Brussels đã có thể sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Năm ngoái, EU cam kết cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo vào trước tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, sau đó họ thừa nhận không thể đặt mục tiêu. Các quan chức Ukraine nói chỉ nhận một phần ba nguồn viện trợ mà Kiev đã hứa. Hồi tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh EU cần chuyển sang nền kinh tế thời chiến do nhu cầu chi tiêu quốc phòng và hoạt động quân sự trên khắp EU đang tăng lên. Nga đã nhiều lần cảnh báo vũ khí mà phương Tây cấp cho Ukraine sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường, và điều đó cũng làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo các quan chức Nga, với việc cung cấp vũ khí, chia sẻ tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine, phương Tây trên thực tế đã trở thành một bên tham gia xung đột. Nga cũng bước vào giai đoạn nhạy cảm không kém sau khi trải qua một cuộc cải tổ chính phủ. Đáng chú ý là việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bị thay chức. Newsweek hôm 14 tháng 5 dẫn đánh giá của ông Vladimir Oseskin, nhà hoạt động chính trị Nga lưu vong chỉ ra việc đổi chức vụ của ông Shoigu và các thành viên quốc phòng chủ chốt có thể liên quan đến vụ rò rỉ bí mật hạt nhân. Trong một bài đăng trên Telegram, ông Vladimir Oseskin cho biết cuộc thanh trừng Bộ Quốc phòng của Tổng thống Vladimir Putin đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Các cấp phó của ông Shoigu gồm hai thứ trưởng quốc phòng Alexei Krivoglokko và Gloslen Stalikov đã đệ đơn từ chức vào một tuần trước khi ông Shoigu bị luân chuyển chức vụ, trích bài đăng trên Telegram của ông Osekin. Ngoài ra, ông Osekin còn cho biết Thứ trưởng Bộ Tài chính Tatiana Sepsova cũng đã đệ đơn từ chức nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Hôm 12 tháng 5, ông Shoigu, người từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Putin, bất ngờ bị thuyên chuyển công tác và đảm nhiệm vai trò mới là thư ký Hội đồng An ninh Nga. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng được giao cho ông Andrei Belosov, một nhà kinh tế và cựu phó thủ tướng. Mặc dù chưa rõ lý do chính xác dẫn đến việc thuyên chuyển ông Seo Gu, nhưng các nhà phân tích cho rằng việc bổ nhiệm ông Belosov, người không có kiến thức quân sự, có thể là một phần trong chiến lược của Điện Kremlin nhằm cải thiện nền kinh tế thời chiến của Nga khi xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Nhưng sự việc trên cũng chỉ xảy ra sau một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiều năm ở Nga, trong đó Bộ Quốc phòng là tâm bảo. Tổng cục nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Yuri Konesov đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ sau khi hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt và đồ có giá trị được phát hiện tại nhà vị tướng này. Theo kết luận của Ủy ban điều tra nhà nước Nga, ông Konesov bị nghi ngờ nhận hối lộ ở mức cực lớn. Theo cuộc điều tra, trong khoảng từ năm 2021 đến năm 2023, ông Konesov đã nhận hối lộ từ các tổ chức thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho họ, Ủy ban nêu rõ. Ít nhất 5 người đã bị bắt trong vụ bê bối, bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov. Ông đang bị giam giữ chờ xét xử vì tội nhận hối lộ 11 triệu đô la Mỹ dưới hình thức dịch vụ tài sản từ một công ty xây dựng để đổi lấy hợp đồng. Trên chiến trường, tình hình khó khăn đến mức Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải gấp rút hủy chiến thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hãng thông tấn Tây Ban Nha IFI hôm 14 tháng 5 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết. Truyền thông Tây Ban Nha TVI cũng dẫn nguồn tin trong Hoàng gia cho hay, ông Zelensky sẽ thăm Tây Ban Nha vào hôm 16 tháng 5 để ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Pedro Sanchez. Bên cạnh chuyến thăm Tây Ban Nha, Tổng thống Ukraine cũng hủy chuyến thăm chính thức tới Bồ Đào Nha, vốn được lên lịch vào cuối tuần này. Đài phát thanh SIC Noticias của nước này đưa tin hôm 14 tháng 5. Hồi giữa tháng này, tờ Empire cho biết Thỏa thuận an ninh sẽ buộc Tây Ban Nha hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine. Lực lượng hai nước sẽ hợp tác trong các cuộc diễn tập. Madrid cũng sẽ giúp Kiev phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đôi bên cũng trao đổi thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng và tình báo. Hôm 15 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua đối thoại nhưng nhấn mạnh các giải pháp phải đảm bảo tính toàn diện và bền vững, đảm bảo lợi ích của những nước liên quan. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi mong muốn một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng thông qua đối thoại, nhưng đó phải là một cuộc đàm phán có tính đến lợi ích của tất cả quốc gia liên quan, bao gồm chúng tôi. Ông chủ điện Kremlin cũng nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về Ukraine. Thay vì ký kết thỏa thuận hòa bình, phía Ukraine lại bất ngờ tuyên bố chấm dứt đàm phán. Như các quan chức Ukraine đã nói, điều này là do các đồng minh phương Tây thúc giục họ tiếp tục chiến đấu và hợp tác cùng nhau để đánh bại Nga về mặt chiến lược. Sự thật là chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán, nhà lãnh đạo Nga khẳng định. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Ukraine và các đồng minh phương Tây chưa sẵn sàng tham gia đối thoại cởi mở và trung thực với Nga để chấm dứt xung đột. Thật không may, cả Ukraine và các nước bảo trợ phương Tây đều không ủng hộ những sáng kiến này. Họ chưa sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại bình đẳng, trung thực và cả mở dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến lợi ích của nhau, ông Putin nói. Đồng thời, Tổng thống Nga chỉ trích Ukraine và các đồng minh phương Tây không muốn thảo luận về nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Cho đến khi chưa đạt được đàm phán, Ukraine và Nga tiếp tục dùng nắm đấm để gửi thông điệp. CNN hôm 15 tháng 5 cho biết, Nga đang duy trì khai thác điểm yếu của Ukraine ở hàng loạt chiến tuyến khác nhau, bao gồm dọc tiền tuyến phía tây Donetsk. Kể từ khi giành được thị trấn công nghiệp Adiepka vào tháng 2, tranh thủ lúc Ukraine thiếu đạn pháo và nhân lực nghiêm trọng, lực lượng Nga tiến công và đánh mạnh một loạt thị trấn và làng mạc. Theo CNN, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 14 tháng 5 dường như ám chỉ rằng họ đã rút quân chiến thuật ở các khu vực quanh làng Ocherestin, nơi đã bị quân đội Nga chiếm giữ hồi đầu tháng này. Để giữ mạng sống của lực lượng phòng vệ, chúng tôi đã thay đổi vị trí của một số phòng tuyến giữa lúc đối phương dội hỏa lực dữ dội phía Kiev tuyên bố. Một nhóm quan sát có tên là Deep State Maps chỉ ra Ngày nào Nga cũng đạt được bước tiến trong khu vực. Mỗi ngày trôi qua, họ lại tiến gần thị trấn Bogrov hơn một chút. Bogrov là trung tâm quân sự quan trọng về mặt hậu cần và tiếp tế, trải dọc toàn bộ tiền tuyến phía đông. Xa hơn về phía Tây, lực lượng Ukraine đang chịu áp lực ở mặt trận Đông Nam Zaporizhia. Họ đã đạt thành công ở một vài khu vực, dù chỉ quy mô khiêm tốn, nhất là trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Cả các blogger quân sự Nga và Deep State Map của Ukraine đều xác nhận, Nga đạt bước tiến nhỏ ở nhiều vùng lãnh thổ Ukraine, giành được các làng Robotin và Verbal. Còn tại Kharkiv, nơi Nga vừa mở mặt trận mới, công tố viên của Ukraine cho biết, Moscow tiến hành 3 đợt tấn công dùng bom lượng nhắm vào hơn 20 mục tiêu vào hôm 14 tháng 5. Thông tin trên do ông Oleksandr Filskov, công tố viên khu vực Kharkiv, cho biết, theo CNN, bom lượng có thể mang theo hàng trăm ký chất nổ và được thả từ máy bay. Chia sẻ trên Telegram, ông Fiskop cho hay sau cú gián của Nga, một số khu chung cư, trung tâm mua sắm và cơ sở giáo dục bị hư hại, ô tô và gara bốc cháy. Diễn biến trên xảy ra khi quân Nga tiến vào Kharkiv, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng gần biên giới. Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine hôm 14 tháng 5 cho hay có hơn 7.500 dân thường phải rời bỏ nhà cửa khi giao tranh bùng nổ ác liệt ở phía bắc Kharkiv. CNN ghi nhận tình hình chiến trường như sau: Quân đội Nga đang tiến nhanh, họ có lượng quân và nguồn đạn dược tốt hơn Ukraine. Rõ ràng Kiev đã không tạo được hệ thống phòng thủ kiên cố trong khu vực. Kiev đang kêu gọi các đồng minh cấp thêm đạn pháo và tên lửa, nhất là đạn pháo 155 mm để đẩy lùi lực lượng đối phương. Tuy vậy, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov nói rằng. Tình hình ở vùng Kha Kiếp đã ổn định, lực lượng vũ trang sẽ để lùi đội quân xứ Bạch Dương. Ông cũng lưu ý, chưa có diễn biến leo thang nào ở vùng Sumi, giữa lo ngại đây sẽ là mục tiêu tiếp theo mà Nga nhắm đến. Theo ông Budanov, không đúng khi nói Nga đã đạt thành công đáng kể ở Kha Kiếp. Tình hình diễn biến căng thẳng và thay đổi rất nhanh. Tuy nhiên, từ tối 14 tháng 5, mặt trận có dấu hiệu ổn định. Ông khẳng định quân đội Nga đã bị chặn ở biên giới. Đối với vùng Sumy, Nga thực sự có ý định tiến hành cuộc tấn công tương tự tại Kharkiv. Hiện quân đội xứ Bạch Dương duy trì các nhóm lực lượng nhỏ ở biên giới, nhưng chưa thể triển khai kế hoạch. Ông Budanov khẳng định, mục tiêu của Nga khi hoạt động ở vùng biên giới phía bắc Ukraine là tung đòn tâm lý nhằm gây hỗn loạn và gieo rắc sự hoảng loạn. Còn về phía Nga, hôm 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố hệ thống phòng không bắn hạ 10 tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS nhắm vào bán đảo Klum trong đêm. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đêm qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công cực đoan bằng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS của Mỹ, bom chính xác Hammer của Pháp, tên lửa chống bức xạ Harm của Mỹ và máy bay không người lái. Tất cả đều bị hệ thống phòng không ở Klum bắn hạ. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm gốc nói với Sputnik rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm chỉ đạo đội an ninh quốc gia cung cấp ATACMS cho Ukraine như một phần trong gói hỗ trợ an ninh được công bố vào tháng 3. Số vũ khí này được chuyển đến Kiev vào tháng 4. Đáp lại, Moscow liên tục chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột và gây thêm thương vong cho Kiev. Trong chuyến thăm Ukraine mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken đã gửi một thông điệp đặc biệt đến Kiev, đó là đừng giống Nga. Theo ông, Kiev không chỉ cần đánh bại Moscow mà còn phải cải thiện tình trạng tham nhũng trong nước. Ukrainska Pravda đưa tin hôm 14 tháng 5, trong bài phát biểu ở Học viện Bách Khoa tại thủ đô Kiev, ông Blinken kêu gọi chính quyền Ukraine tiếp tục cải cách để đem lại lợi ích cho người dân phải nhổ tận gốc tham nhũng một lần và mãi mãi. Chiến thắng trên mặt trận sẽ giúp Ukraine độc lập với Nga, trong khi thắng lợi trong trận chiến tham nhũng sẽ giúp Kiev không giống Moscow. Ngoại trưởng Mỹ nói, dường như đề cập đến vấn đề tham nhũng tại Nga. Ông Blinken cũng nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng dùng tham nhũng như công cụ gieo rắc bất hòa ở Ukraine. Ngoại trưởng nhấn mạnh, Hệ thống chống tham nhũng của Ukraine phải mạnh mẽ như hệ thống phòng thủ quân sự của nước này, trong đó bao gồm tạo ra các tòa án độc lập, phương tiện truyền thông tự do, cơ sở hạ tầng chống tham nhũng, thúc đẩy các cuộc bầu cử công bằng. Đó là những ví dụ điển hình. Ông Blinken bắt đầu chuyến thăm Ukraine vào hôm 14 tháng 5. Theo kế hoạch, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Denis Timhan và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba. Chuyển sang tình hình Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố bắn hạ hai máy bay không người lái đang hướng tới lãnh thổ nước này. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi lực lượng kháng chiến Hồi giáo do Iran hậu thuẫn ở Iraq tuyên bố phóng hai máy bay không người lái vào thành phố Eilat của Israel. IDF tuyên bố điều tiêm kích bắn hạ hai UAV nói trên nhắm thẳng Israel từ phía đông, chúng không đi vào không phận Israel. Trong khi đó, Hezbollah cũng dội hỏa lực vào Israel, khiến năm thường dân thiệt mạng và 5 binh sĩ của Tel Aviv bị thương. Lực lượng IDF cho biết hôm 14 tháng 5, tên lửa chống tăng từ Liban phóng vào khu vực Admit ở miền bắc Israel. Theo Aviv cũng tấn công các vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban trong đêm qua, tiêu diệt Hussein Abrihim Maki, một chỉ huy hàng đầu của nhóm chiến binh. IDF cho biết ông Maki đã lên kế hoạch và tiến hành nhiều cuộc tấn công cực đoan nhắm vào Israel. CNN hôm 15 tháng 5 cập nhật. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã âm thầm thông báo với Quốc hội về kế hoạch xúc tiến hợp đồng vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel, bất chấp những lo ngại trước cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố miền nam giải Gaza. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết, lô vũ khí có thể bao gồm 700 triệu đô la Mỹ đạn xe tăng, 500 triệu đô la Mỹ phương tiện chiến thuật và 60 triệu đô la Mỹ đạn súng cối. Động thái chuyển giao nói trên diễn ra sau một tuần chính quyền ông Biden hoãn việc chuyển giao bom hàng nặng do lo ngại cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn cam kết hỗ trợ Israel và đã cung cấp một lượng lớn viện trợ quân sự cho Israel để nước này tự vệ trước mọi mối đe dọa. CNN cho hay, quyết định mới của nhà trắng vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp, bao gồm cả thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, người kêu gọi chính quyền ông Biden đảm bảo an ninh cho người dân Gaza trước khi cấp thêm vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa và một số đảng viên Đảng Dân chủ vẫn ủng hộ việc Mỹ bán vũ khí cho Israel, họ lập luận rằng Israel cần vũ khí để tự vệ trước các mối đe dọa từ Hamas, Hezbollah và Iran giới chức israel tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ vào miền nam gaza nhằm tiêu diệt hamas ở thành phố biên giới rafah chính quyền biden đã cảnh báo chiến dịch ở rafah có thể gây thương vong lớn cho dân thường và ảnh hưởng nguồn viện trợ nhân đạo cho giải đất đang chìm trong nạn đói hợp đồng vũ khí mới cũng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của chính quyền biden trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa israel và palestine Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 12 tháng 5 cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ gây ra thảm họa cho dân thường và kế hoạch này không thể giúp Tel Aviv tiêu diệt Hamas. Theo tờ Washington Post, số vũ khí trong hoạt động sẽ không sớm được chuyển tới Israel. Hoạt động mua bán vũ khí vẫn cần được thông báo chính thức trước quốc hội và cần được chấp thuận. Đây có thể là một quá trình kéo dài và kế hoạch đó thậm chí có thể bị quốc hội Mỹ phản đối. Chuyển sang diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu cơ quan tình báo và quan chức Bộ Tư pháp sau khi lãnh đạo đảng phong trào dân tộc chủ nghĩa Deples Bacile cảnh báo về một cuộc đảo chính tiềm tàng. Sputnik đưa tin hôm 15 tháng 5. Các sĩ quan cảnh sát trong ban giám đốc an ninh của Ankara đã bị sa thải với cáo buộc có liên hệ với tổ chức tội phạm ajanbo Klakablin. Điều này gây ra mối lo ngại sâu sắc. Lực lượng chức năng đã lục soát nhà của các sĩ quan nói trên để thu giữ các tài liệu kỹ thuật số là bằng chứng phạm tội. Ông Batelli đã cảnh báo về một âm mưu chống chính phủ đang diễn ra và việc đình chỉ các sĩ quan cảnh sát là điều không thể tránh khỏi. Trong bài phát biểu tại một cuộc họp quốc hội, quan chức này cũng cảnh báo về khả năng âm mưu đảo chính năm 2016 ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập lại. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại dinh tổng thống sau khi nhận được cảnh báo từ ông Manzelli, dự kiến ông sẽ phát biểu về vấn đề này ở cuộc họp mở rộng của Đảng cầm quyền tại Quốc hội vào ngày 15 tháng 5. Theo một phóng viên của tờ Sputnik, công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực đăng các thông điệp ủng hộ tổng thống Erdogan trên mạng xã hội kèm theo hashtag "deplеtimizinzanindays", nghĩa là chúng tôi sát cánh cùng đất nước, cùng những hình ảnh của tổng thống và nhiều lời ủng hộ khác. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội các thành viên tổ chức Hồi giáo Fethullah Gulen, viết tắt là FETO tại Mỹ về âm mưu đảo chính năm 2016. Hơn 80.000 người đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 150.000 công chức và quân nhân đã bị sa thải hoặc đình chỉ vì nghi ngờ liên quan đến FETO. Ông Gulen, người sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999, đã bác bỏ các cáo buộc và lên án âm mưu đảo chính. Chuyển sang các diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật mới và kêu gọi sự thay đổi mang tính lịch sử trong các kế hoạch sản xuất vũ khí của đất nước. Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật mới do các đơn vị tên lửa liên hợp của quân đội nhân dân Triều Tiên KPA triển khai ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống mới hoặc nơi diễn ra cuộc phóng thử. KCNA cho biết các nhà máy vũ khí của Triều Tiên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trong nửa đầu năm và sẽ tiếp tục sản xuất hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật vào cuối năm nay. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi hoàn thành kịp thời các kế hoạch sản xuất vũ khí. Ông đặc biệt nhấn mạnh, Bình Nhưỡng cần có những thay đổi mang tính thời đại trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất đạn dược cho năm 2024. Chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông thăm các nhà máy sản xuất vũ khí lớn, đồng thời kêu gọi cải thiện khả năng pháo binh của quân đội. Ngoài ra, ông cũng giám sát thử nghiệm phiên bản cập nhật của hệ thống tên lửa đa năng 240mm sẽ được triển khai vào năm 2024 đến năm 2026 theo kế hoạch. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang tăng cường phát triển đạn đạo và cấp cho Nga để nước này sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, đồng thời bản thân Triều Tiên sẽ tăng số lần thử nghiệm vũ khí nhắm vào Hàn Quốc vị, hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn STSS, một bệnh có thể gây tử vong và phát triển nhanh chóng, đang lan rộng với tốc độ kỷ lục tại Nhật Bản, hãng tin NHK cho biết. STSS là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn Streptococcus nhóm A gây ra và chủ yếu ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi 30 trở lên, gây hoại tử các chi và suy đa cơ quan. Viện bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã ghi nhận 801 trường hợp mắc STSS trong năm nay, gấp 2,76 lần so với cùng kỳ năm trước. Số ca bệnh đang tiếp tục tăng nhanh và đạt con số kỷ lục 941, con số cao nhất từng được ghi nhận. Nguyên nhân sự gia tăng đột biến này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các biện pháp chống COVID-19 có thể góp phần khiến số ca bệnh cúm tăng cao, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan dễ dàng. Vi khuẩn trich rất phổ biến, Giám đốc Bệnh viện Quốc gia Mie Taniguchi Kizosu chia sẻ. Tuy nhiên, khi chúng xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ông Taniguchi khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp khử trùng và chống nhiễm trùng như rửa tay để ngăn chặn sự lăn rộng của loại bệnh nguy hiểm này. Mùa hè năm 2023 vừa qua không chỉ là mùa hè nắng nóng nhất lịch sử, mà còn nóng nhất trong 2000 năm qua. Theo nghiên cứu mới được công bố, Reuters ghi nhận. Sức nóng dữ dội của mùa hè đã gây ra nhiều thảm họa, chẳng hạn như những trận cháy rừng trên khắp địa Trung Hải, tăng phá nhiều đường xá ở Texas và làm cho lưới điện Trung Quốc quá tải. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, nhiệt độ trung bình mùa hè năm 2023 trên các vùng đất giữa vĩ độ 30 và 90 độ Bắc cao hơn 2,07 độ C so với mức trung bình trước thời kỳ công nghiệp. Nguyên nhân của những đợt nóng kỷ lục này được cho là do hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu tác động của đợt nóng gây gắt này vô cùng nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Plus Medicine, hơn 150.000 người đã thiệt mạng do sóng nhiệt ở 43 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2019. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn một nửa số ca tử vong do sóng nhiệt. Châu Âu cũng đối mặt với hậu quả nghiêm trọng tương tự. Theo Reuters, tỷ lệ ca tử vong do nắng nóng ở mức bình quân đầu người đã vượt sang ngưỡng cao nhất, đặc biệt là tại các quốc gia như Hy Lạp, Malta và Ý. Các nhà khoa học cảnh báo rằng tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ tiếp tục diễn ra và những đợt nắng nóng dữ dội sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề đòi hỏi sự chú ý và biện pháp hành động ngay lập tức từ lãnh đạo toàn cầu, không chỉ để bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sức khỏe và an sinh xã hội. Dân làng ở quận North Central Paganas, Tây Bengal, Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do đợt nắng nóng cực độ đã làm khô hạn hầu hết các nguồn nước trong khu vực. Theo người dân địa phương, các giếng khoan nguồn nước sinh hoạt chính đã cạn kiệt hoàn toàn. Nguồn nước dự trữ duy nhất còn lại là một ao lớn, nhưng mực nước cũng đang giảm xuống thấp kỷ lục, chỉ còn tới mắt cá dân. Để tiếp tục nguồn nước này, người dân buộc phải đi bộ nhiều cây số trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Reuters dẫn lời một người dân trong làng, Chúng tôi vô cùng khổ sở vì nước trong ao hồ đang cạn dần, khiến người dân trong làng gặp nhiều khó khăn trong việc tắm rửa. Ngoài ra còn không có nước uống, khu vực chúng tôi chỉ có mỗi chiếc máy bơm mà ai cũng đổ xô đến đó để lấy nước. Ấn Độ đang chống chịu cái nắng cực độ với dự báo số ngày nắng nóng cao ngất ngưỡng từ tháng 4 đến tháng 6. Tình trạng thiếu nước ngày càng thêm trầm trọng khi khu vực Bắc 24 Paganas nằm trong vùng đồng bằng Pagan thuộc lưu vực sông Ganesh, nơi được dự báo sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng trong những tháng tới. Nổ buồn bao trùm Newton Beck, Muradas Jr., chủ sở hữu trang trại Haradas Muradas, khi nhìn cảnh tượng tan hoang do trận lũ lụt tàn phá miền Nam Brazil. Không chỉ mất mát về mặt tài chính, Muradas Jr. còn phải đối mặt với sự sụp đổ của ước mơ gây dựng trang trại của mình. Lũ lụt ở Canoas, Rio Grande do Sul đã khiến 148 người thiệt mạng, 124 người mất tích và hơn 538.000 người phải di dời. Anh Muradas Jr. là một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi 53 con vật trên trang trại của anh, bao gồm ngựa và gia súc, chỉ còn sót lại 17 con nỗi đau tinh thần của anh muradas junior không chỉ đến từ thiệt hại vật chất mà còn vì giấc mơ bị cuốn trôi nhìn cảnh trang trại tan nát anh không khỏi bàng hoàng và lo lắng về tương lai muradas junior kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền để có thể xây dựng lại trang trại đồng thời anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai Mọi người cần phải nhận thức về vấn đề này càng nhanh càng tốt để chúng ta có cơ hội ngăn chặn những thảm kịch nghiêm trọng hơn xảy ra. Mugladas Junio nói với Reuters. Một quan chức cấp cao của cơ quan thảm họa địa phương cho biết số người thiệt mạng do lũ dung nham lạnh ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia đã tăng lên 57 người với 22 người vẫn đang mất tích. Lũ dung nhâm lạnh vào tối ngày 11 tháng 5 đã phá hủy nhiều tòa nhà, đường xá và cơ sở hạ tầng ở các quận Tanadata, Agam và Pagriaman, cùng thị trấn Badan Banzan. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng và công cụ cầm tay để tìm kiếm nạn nhân. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, CGTN, tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 57 thi thể và đang tập trung nỗ lực tìm kiếm 22 người mất tích còn lại. Theo các quan chức, hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ tập trung vào các cửa sông và khu vực nghi ngờ có nạn nhân bị vùi lấp bởi dòng lũ. Các quan chức cũng lưu ý rằng các chuyên gia sẽ xem xét phương án di dời cư dân trong các dự án tái thiết và phục hồi. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa ở Indonesia kéo dài hơn bình thường trong năm nay dẫn đến việc gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét và lỡ đất. Một số hiện vật đặc biệt trong lịch sử của The Grateful sẽ được bán đấu giá thông qua nhà đấu giá Analog, Bộ sưu tập bao gồm dàn guitar trong buổi lưu diễn cuối cùng của thủ lĩnh Jerry Garcia, hộp đựng vật dụng từ buổi biểu diễn cuối cùng của ban Nhạc năm 1995, các thiết bị từ bức tường âm thanh, huyền thoại cùng nhiều kỹ vật khác. Dàn guitar lưu diễn cuối cùng của nghệ sĩ Jerry Garcia là một trong những món đồ được mong đợi nhất trong cuộc đấu giá. Reuters cho biết Chiếc guitar này được sử dụng trong suốt chuyến lưu diễn năm 1995 của ban nhạc, mang theo những ký ức quý giá về những ngày cuối cùng của Garcia. Ngoài ra, hộp đựng vật dụng được quản lý sân khấu Robbie Taylor sử dụng cũng là một món đồ vô cùng quý giá. Hộp đựng này vẫn còn nguyên sau buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc vào ngày 9 tháng 7 năm 1995, ngày ông Garcia qua đời. Analog cũng có các thiết bị từ bức tường âm thanh của ban nhạc, bao gồm một dàn loa lớn được tạo ra bởi Ausley Pierre Stanley và được sử dụng trong một số buổi biểu diễn đặc biệt của ban nhạc. Các mặt hàng khác bao gồm các loa và bộ khuếch đại cùng với một hộp sản xuất đặc biệt được sử dụng bởi Robbie Taylor mang hình một chú chó. Thomas Cleveland, người sáng lập Analog, mô tả những mặt hàng này như hộp thời gian của ban nhạc. Bộ sưu tập còn bao gồm nhiều kỹ vật khác của The Grateful bao gồm tài liệu lưu diễn, biểu ngữ kỷ niệm và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến ban nhạc. Khi nhậm chức bộ trưởng thứ nhất của xứ Wales vào tháng 3, ông Vaughan Gething trở thành người lãnh đạo da đen đầu tiên ở châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng xã hội vương quốc Anh vẫn đang phân biệt chủng tộc một cách công khai hơn so với 10 năm trước. Ông Vaughan Gatting, 50 tuổi, sinh ra ở Zambia, bày tỏ sự chấp nhận với những tuyên bố phân biệt chủng tộc và xúc phạm nhắm vào mình trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ông cho biết, hầu như mỗi bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến chiến dịch tranh cử của tôi đều có những bình luận hoặc câu hỏi về việc tôi có đủ thẩm quyền hay không. Cha của ông Getting, một bác sĩ thú y từ xứ Wales, đã bị từ chối khi xin việc làm do vợ và con cái ông là người da đen. Nhưng thời gian đã thay đổi, người dân tộc thiểu số đang dần nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính trị Anh. Ông Vaughan Getting, được đào tạo để trở thành luật sư tại trường đại học Aberystwyth và Cardiff của Wales là một trong những người đầu tiên thuộc dân tộc thiểu số nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất. Ngoài ra, ông đã làm bộ trưởng y tế trong đại dịch Covid. Dù từng gây nhiều tranh cãi, ông vẫn tiếp tục đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, sự phân biệt chủng tộc không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực chính trị, nó còn phản ánh trong các chỉ số về thu nhập và an sinh xã hội. Bộ trưởng Gating đã cam kết phát triển nền kinh tế và thảo luận về kế hoạch hành động chống phân biệt chủng tộc của xứ Wales được đề xuất vào năm 2022. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.